Để tí nữa phải nhắc nó là một cây nho của cái ông ở trên TikTok, xem live TikTok nha. Nhớ là bảo Mạnh ra đánh vào cây đi, cây nho đi. Đấy, Tây Ninh giáp biên giới Campuchia. Mình bắt đầu khi ông ấy đặt hàng phát là mình thấy ông ấy bảo ông ấy ở Tây Ninh phát là mình cũng đã run run rồi. Đấy, tí nữa lại nói về cái đây bây giờ nhân tiện như này nói về vấn đề gửi hàng với các thứ này. Cái ví dụ như là các cái đơn hàng mà dọc quốc lộ 1A hoặc các thứ nào nó tiện thì là hầu như là bán thì bán rẻ là được. Hôm nay chim nịu là ông ấy bảo là ông ấy ở Tây Ninh là mình đã thấy run rồi. Một là nếu mà tìm được xe hoặc gửi được là nó lâu, nó mất thời gian, chờ mấy ngày. Thì thành ra là ông ấy mua ở trên live TikTok này, thành ra là ông ấy run. Xong rồi mình dần dần là mình mang tiếng. Đấy, cho nên là các cái khách thì ưu tiên là các cái khách dọc quốc lộ 1A thì nó nhanh nhất. Mà nó cướp cho, nói chung là các cái khách dọc quốc lộ 1A ấy, thì nó có xe. Các cái ông ở Tây Linh với các thứ là dọc toàn ở giáp biên giới Campuchia nó mệt hết người. Ông bán cây nho 4 triệu, nho thân cô 4 triệu. Được hai cây vải, à, tí nó lại hồ về dưới Khoai Châu cho ông Cóng ông ấy. Ông gửi xe à? À mà cái kiểu ấy thì, cái kiểu ấy chắc là không thổ về. Bảo ông Cóng ông lên đấy xong rồi. Xong rồi ra bến nước ngầm hay là bến Giáp Bát ngoài kia kìa. À kiểu ấy nhọc lắm ấy, kiểu ấy gửi được một đơn hàng cho ông ấy mệt. Xong rồi lái xe khách lại bù cước cho ông ấy. Cổ sư nó xe khách nó phẹt ác lắm. Xe khách kiểu mình gửi không chuyên ấy. Và nó phẹt cái cây ý mà cái thủy nó báo 300.000 tiền cước à, lái xe nó phải phẹt tầm 500. Đây này, cậu cái này cho các ông xem. Nói chung là như ngày xưa mình chỉ quay cái hình thức là cậu này. Cũng bảo mấy anh em chúng nó là cái cây mà đẹp nhất là cái cây lúc lên xe này này. Cây lúc bay lên rời này là đẹp nhất này. Đấy, cố gắng nắm bắt cái lúc mà cây nó lên xe này. Chứ còn từ với bọn tôi mà nói thì nói thật ra cái này nó quá bình thường. Đấy, nhiều ông không biết. Các ông tưởng là mẹ mỗi lần cẩu lên cẩu xuống này, nếu mà bình thường như anh em mình cẩu nhiều thì khoảng 200.000 một lần cẩu. Còn có những vườn mà chuyên cây bé mà cả năm trời chả cẩu được cái gì, chả cẩu cho cái gì, người ta phẹt cho 500, 600, 700 một lần một cẩu một cây. Nó tùy theo cái việc là cẩu ít hay cẩu nhiều ấy. Còn cả đời các bạn mới nó gọi cẩu một lần thì nó phạt cho triệu một lần cẩu. Tôi có một lần kiểu xe gần nó hết cẩu ấy. Nó cũng phạt cho 500-600 nghìn đấy. 500-600 nghìn một chậu mới cẩu lên. Cái xe nó ở xa thế nó đến này. Ấy ấy vớ cái kia rồi. Nó đáng nhé phải đối cái cần dài ra đi. Nói chung là mình cũng không có ở trong cái chuyên ngành cẩu, không được học hành bài bản cho nên được kệ. Người cẩu thì người cẩu, người nai chim thì người nai chim. À không không tới cẩu. Bây giờ phải lôi ra. Đây. Thế này. Bảo mấy các anh em gọi là bán cây này, cây đẹp nhất là cây nó phải lơ lửng như thế này, lửng lơ như thế này này. Và khi mà nó lơ lửng lửng lơ như thế này là cái việc kích thích người mua là nó rất tốt. Nó rất tốt. Cảm giác như người ta bảo là nếu mà không mua một phát là chuẩn bị hết cây đến nơi rồi đấy. Chuẩn bị hết cây đến nơi rồi. Có nhiều các cái mà, có nhiều những cái mà cười gọi là không phải có, nó cũng không phải là mánh. Nó chỉ là cái mà thay đổi tư duy đi một tí thôi. À, như mà cái bình thường này, bình thường chả ai hỏi giá đâu, tự nhiên tôi bảo như ông này đang hỏi giá này. Gã đầu bạc đang hỏi giá này thì 15 triệu nhá. Xong lại là cái Đạt Vina đang hỏi giá, chốt cho Đạt Vina nhá, 15 triệu này. Thực ra làm mẹ thì có Đạt Vina với gã đầu bạc nào. Tự mình phải tự nghĩ ra mà nói phép như thế. Đấy, nó cũng nhiều cái lắm. Nó tạo ra một cái gọi là cái thúc giục cho người người ấy. Như là mẹ gì có Đạt Vina với cả Tuấn Hưng với gã đầu bạc nào xem này này. Nhưng mà mình cứ phải nói phép như thế, mặc dù chả có ông nào như thế cả. Này đéo có mắt nào luôn, nhưng mà mình vẫn cứ bảo thế. Bảo là có phải tao like mỗi ở trên cái mày đang xem đâu. Mẹ nó còn bao nhiêu điện thoại thì nó đang hướng vào người tao đây này. Trên tay tôi là đang cầm hai cái điện thoại thôi. Mặc dù ở trên hai cái điện thoại này có lẽ đéo có ông nào như thế cả, nhưng mà
Mình vẫn phải bảo có rất nhiều khoảng chục cái điện thoại khác đang hướng vào vào tôi này. Nó đang phát trên các cái nền tảng kể cả Bigo Live. Ờ tự nhiên có máy bay. Nó mà thả bom là ối rồi ôi đấy. Thả bom. Mình mà bảo thả bom mai để làm cho cái đơn lên phường đau hết đầu. Cái này cây, cái cây nó như thế này là cây nó đẹp nhất này. Ba nhà sợ. Con Hoàn hôm nay nó kiếm bấm rồi. Ui trời ơi, sao anh Điên? Đéo, tao đéo lên được trên ý. Giang hồ đồn đại nhiều lắm ấy. Tức là đéo lên được. Thực ra là trong cái giới cây cảnh của mình ấy là cũng nhiều ông cây cảnh hoặc là các cái vấn đề liên quan đến cây cảnh này này là cũng nhiều ông biết mình. Những ông nào yêu cây một tí ông biết. Tại vì khi các bạn xem một cái vấn đề gì thế nào các cái nền tảng khác nó lại đề xuất đấy. Mình nói thật ra là các ông cứ gọi Tuân hoặc là thằng rẻ rách cái thằng nọ thằng kia thì mình thấy thoải mái. Mẹ cứ idol mình ngại kích này. Cái tính tôi là thế. Người khác người ta thấy tự hào là được gọi idol mới được cái thứ. Cái này là để các cu cậu là thít đất vào đây. À đấy là nếu mà là đất trộn thì có phải nó dễ xuống không? Mấy cái thứ hai là đất trộn thì mọi người đổ lên trên cao là xong rồi tưới là nó tự rút xuống. Đây kiểu đất nó toàn đất thịt đây. Lại phải lấy cái này để dầm xuống này. Nịu. Nịu cái loại mà 40 mấy 80 nghìn 1 kg quả mọi người mua ngoài chợ ấy. Còn sơ qua thì ở trong các cái buổi live của tôi thì nói chung là về nói về sản phẩm không giá bán thì nó ít. Chia sẻ những kinh nghiệm mà bán hàng rồi các cái kinh nghiệm về cuộc sống thì nó nhiều. Nó cái thi thoảng nó lại ấy một tí. Mình thấy như thế nó ý nghĩa hơn. Nó bây giờ mà bảo là mình review mấy thức ăn mấy các thứ thì tôi kể cả tôi bảo tôi review nhãn này là review nho thân gỗ cho cô cũng được. Nhưng mà tôi này tôi bảo là cái tính của tôi ấy. Ở miệng mỗi người một kiểu, cảm nhận của mỗi người một kiểu. Tôi có review đâu. Giống kiểu hôm trước nói đấy. Các ông chưa ăn ớt bao giờ mà các ông hỏi vào vị của ớt như thế nào thì tôi miêu tả làm sao được. Khi nào gặp nhau tôi ném cho quả ớt tự mà ăn thì là hóa ra thế là quả ớt. Chứ bây giờ mấy hôm nay nó xảy ra tranh cãi gọi là drama về các cái vấn đề mà bọn nó review. Thì tôi phải nói thật cho các bạn là nhiều bạn ở tận. Ví dụ như là review cái quán ở Hà Nội thì các bạn ở Hà Nội xem thôi. Mẹ mấy ông Cà Mau mấy cả Hoàng Sa, Trường Sa cũng xem mấy cái review quán ở Hà Nội là mẹ gì không biết. Quán cắt tóc cũng thế. Các bạn, cái Thủy Núi Ra. Quán cắt tóc cũng thế. Toàn bạn Tây Ninh với Cà Mau đi xem review cái quán cắt tóc ở trên Hà Nội để làm gì không biết nữa. Thực ra ở trong giới là người ta phải là người ta thay đổi nhanh nhất. Ví dụ như bây giờ các bạn hóng cây thì được. Ví dụ nếu ship từ đây về đấy. Nhưng mà những cái nhu cầu tối thiểu chè mấy quán ăn. Mấy cả gì á thì các bạn Tây Ninh với các bạn Cà Mau xem mấy cái review ở Hà Nội này là mẹ gì không biết. Cả đời cũng ra đây một lần. Đi xem. Nó mất thời gian. Còn thực ra các cái quán ví dụ quán chè Hà Nội nhá. Quán chè Hà Nội ấy thì các bạn cũng không ra được. Mà các bạn ra đây thì nó mất thời gian. Các bạn xem review làm gì cho nó mất thời gian. Nó không có giá trị thiết thực. Mẹ đi review cắt tóc ở Hà Nội toàn ông Tây Ninh với cả ông Cà Mau. Nó là cái giá ở địa phương các bạn quán ăn mấy các thứ cũng quán chè. Thì thực ra là các bạn cứ yêu cầu quán chè phải thay đổi theo ý thích của các bạn. Nhưng thực ra những thằng chè nó chính là những thằng mà nó hóng hớt trong giới chè nhiều nhất. Nó thay đổi khẩu vị, nó thay đổi cách làm liên tục. Tôi trong giới thấy nhiều bạn như ông Hiển ngày xưa theo dõi mình cũng yêu cầu mình là nhập cây này để tôi mua. Mẹ có cả nước này có mỗi mình ông biết ông mua thì tôi nhập làm sao được. Bọn tôi nhập làm sao được. Bọn tôi cũng hóng còn hơn cả ông ấy. Tôi không biết, tôi nắm được là cây nó. Thứ nhất là mua về có phải bán cho mỗi mình ông đâu. Mẹ còn bán cho đại bộ phận. Đại bộ phận người ta không hưởng ứng. Làm sao nhập được. Các bạn cứ xem live stream chè xong rồi cứ hóng hớt. Xong rồi nó thế nọ thế kia. Cái review ấy. Review chè mấy cả quán cắt tóc à, toàn những ông Cà Mau mấy cái thứ. Toàn xem live stream là còn xem live stream mấy cái video về review chè. Mấy cái review nọ, review kia. Toàn địa phương mẹ nào. Kể cả cùng một cái hãng. Nhưng mà đồ ăn, đồ uống ở hai địa điểm nó cũng có thể nó khác nhau do cái người sơ chế ấy. Nó người pha chế nữa. Tôi thấy cái ý là các ông mất rất nhiều thời gian. Trẻ mới cắt tóc mới thế nọ thế kia. Cái loại nào loại nào nó phải thiết thực kia. Còn thực ra người ta ở trong giới người ta đang kinh doanh mặt hàng ấy người ta đau đáu hơn các bạn nhiều.
toàn những ông gọi là Cà Mau với Kiên Giang với cả toàn ở đâu đâu toàn xem livestream à là cái review chè ở ngoài Hà Nội. Sau rồi cũng mẹ cứ bình luận như đúng rồi, mình thấy cũng buồn cười. Ngon mới không ngon, hôm nào ra tôi thưởng thức mới thế nọ thế kia. À, ông nào cũng dành rất nhiều thời gian nhưng mà về những cái vấn đề ấy, nhưng thi thoảng lại đau đáu dạy tương lai một tí là tại sao mình không giàu, tại sao mình không thành công. Nó buồn cười lắm, nó ngược lại quy luật nhân quả. Ờ, cái loại này á, cái loại này thì hiện tại bây giờ chỉ có cỡ hơn 10 triệu là thôi, mấy cái cỡ xấp xỉ 50, hơn 40, 50. Ngồi dài đây, ngồi đấy đây. Cậu ra là cậu như thế nào đây, ngày này mẹ nào chẳng như này. Trông thế này thôi là liệu. Trông như này một sáng nay mà cậu 9 cây là hết ngày. Một sáng như này cậu như này là hết ngày. Vào trong này mà bật điều hòa lên ngồi là thích. Nếu mà đi live stream là mẹ gì. Đây, ngồi thế này mát thế này có phải thích không? Liệu, cái liệu này là liệu à... Mà thôi không nói cho các ông nữa. Cái bầu hôm trước ấy, bên Trung Quốc nó đánh thì nó không như cái vườn bên kia của anh Tài. Lần đầu mấy anh em làm cái vụ này thế nào? Thế là xong rồi hôm ấy lại là mùng 7 tháng 7. Ngưu đang chức nữ thế là nó mưa nó lại tụt bố đất. Đó, một ngày mà bán như thế này mà một ngày tức là một ngày mà không được khoảng tầm 5-10 triệu là cầm chừng cái mô hình này. Rồi được 10 triệu bắt đầu mới gọi là dễ thở. 10 triệu một ngày ấy, một tháng phải tầm 150-300 triệu. Bắt đầu là không phải lo lắng về cái vấn đề bù tiền cho nhân viên mấy các thứ. Mô hình này là những cái mô hình nhập như thế này là chỉ để duy trì thôi, nãy ít. Tại vì cái thực ra là như hôm trước tôi nói này, các bạn không ở trong giới, các bạn không hiểu. Ngày xưa cách đây 10 năm, hơn 10 năm ấy, cái vấn đề nhập cây ở bên Trung Quốc ấy, không phải ai nhập được. Thì có thể là bán được giá cao hơn một tí. Bây giờ mọi thứ nó cạnh tranh, nó dễ nhập. Ông nào với họ bán được nhiều mà phát là ông ấy dễ tự nhập được, cũng không phải qua ai cả. Nó qua thì thực ra là tức là không phải qua người Việt Nam thôi, chứ còn vẫn phải qua bên kia. Nó cũng có một thằng livestream bên kia, cũng có chuyên một thằng nó đi gom hàng ấy. Nhưng mà giá cả lúc ấy nó chỉ có mỗi phụ thuộc là các bạn lấy được nhiều thì cước vận chuyển nó rẻ thôi. Và bây giờ ở đây nó cạnh tranh lắm. Từng 500 một cây to này này. Một cây to này các nhà vườn lớn là cạnh tranh từng 500 một, 500 nghìn một. Chứ không phải là cạnh tranh theo cái kiểu là ông bán 11, ông bán 12 đâu. Nó cạnh tranh từng 500 một. Thế mà hôm trước bảo là nếu mà để dài tay ra có tần này phát mỗi cây này nên cước vận chuyển lại 100-200 nghìn. Ôi dây không có à, mà đi tháo cả cây đánh dấu này. Ôi rồi có 25 nghìn mà anh em đi tháo cái cây dây ở trên cây. Thế à? À tao lại tưởng dây ấy cơ. Đây là bên Trung Quốc nó gửi à? Ồ, thế thì lấy về bán ngay thế này. Ôi rồi. Hóa ra dây này nó chắc hơn. Thằng của em nó bảo dây này nó chắc hơn. Ờ, cũng có lý đấy nhỉ. Ở mình như cái loại dây này không có này. Ở mình là làm một cái cuộn. Đây nó ấy như kiểu là cái dây đéo gì nhỉ? Ờ, cái này hay đấy. Mình không để ý đâu, hôm nay thằng cu em nó tháo mình mới để ý. Nó như kiểu dây thừng ấy. Nhưng nó do cái kia nó ấy này. Đấy các ông không xem video của tôi thì làm sao mà biết được. Y như dây thừng. Nó là dây nhựa. Thằng cu em nó bảo mới biết đi. Mà dây này phải nhập khẩu đấy. Dây này là đi theo nho. Dây của mình làm sao chắc bằng dây này. Ủa, chắc phết nhỉ.
đến mình còn thấy lạ thì các ông này xem live stream mới xem các cái video ở trên này thì chắc là 10 năm sau mới thấy nó ở ngoài hiện thực. Nhưng mà cái công nghệ bây giờ nó cũng nhanh. Nhanh thì bây giờ ví dụ như nho thân gỗ này các ông đã không thấy lạ. Mẹ 12 năm rồi, mình biết nó 12 năm. Đấy, ngồi đây mát thế này. Đó, cứ đi live stream làm gì cho nóng máy. Đây ra để lấy cốc cà phê mới lấy bao thuốc. Xong rồi cho các ông nghỉ. Đang ngồi live stream xong rồi. Xong rồi nói chuyện như thế này xong rồi nhiều ông cũng mở ra mà. Nhiều ông ngây thơ lắm. Nhiều ông rất ngây thơ. Không, nhiều ông như kiểu là kiểu có tiền mua cây thì là như kiểu biết hết được rồi. Biết mẹ đâu. Nên sắc thăng mà xem thì cứ tưởng thật. Nhưng mà đến 80-90% nó diễn đây. Nó có kịch bản hết rồi. Điều này thì nói chung là nó cũng dễ sống, nhưng có mỗi cái hôm mới về đây thiếu kinh nghiệm. Bầu bên ấy là cái vườn này nó đánh kém, cắt thì không để quả trên cây. Cái thứ ba là hôm ấy là về, đúng là về ông mưa ngâu bà ngâu, hay là mưa kinh quá tràn mẹ ra, cái bầu cảm giác nó yếu, bầu nó yếu. Đây này, mưa mà phát đây này, bầu nó có được tròn trịa đéo đâu, trôi hết xuống từ dưới lên. Và là đây là giai đoạn gọi là như ấy là gia công, gia cố bầu. À, bún ông làm ở đây nhưng có hết việc đâu mà các ông bảo là mẹ làm nọ làm kia. Cái lúc cẩu là đã mệt hết người rồi. Có một ngày 3-4 xe thế phát là hết ngày. Ôi nghỉ đi đã. Mệt lắm. Tắt còn đéo tắt được đây này. Cái thủy nó bán 15 triệu. 15 triệu cảm giác là nó ngon đấy. Tính trong đầu là có những hôm ấy là nó 30-40 triệu một ngày ấy. Nhưng mà cái như thế này về xong rồi bớt tiền cho khách, xong rồi giảm cước vận chuyển rồi thế nọ kia, những cái vấn đề về sau nó phát sinh ấy. Chứ không như khách đến trực tiếp như này. Khách đến trực tiếp là chả cần phải lo nghĩ cái gì. Khách chứ đến trực tiếp bầu như thế, cây như thế, ông đồng ý phát cẩu lên xe, ông giả tiền xong đi về cả. Đến khi về nhà khách bảo ơ sao bầu nó cái kém như này mà thế nọ thế kia. Anh đến anh nhìn trực tiếp rồi thì đây cái khách này nó chỉ nhìn qua hình ảnh. Đến nơi bắt đầu người ta mới chê. Nó có những vấn đề phát sinh. Cước cũng thế. Mình làm sao mình nắm được chắc chắn cái xe này đấy cước cây này bao nhiêu tiền. Cái thủy nó bù cho hai cây kinh kênh này An Giang hay sao. Hai cây An Giang hình như 1,5 triệu một cây. Chứ có phải là đếm trong tầm tay là giá số lượng 10 triệu xong rồi giá bán lẻ 15 triệu là lãi 5 triệu, ngày bán 9 cây này 95-45 mà kiếm được 45 triệu đéo đâu. Bao vấn đề mà. Riêng cây này đã bù cước là hình như 1 triệu hay 1,000,000 ấy. Không, còn ông Tây Ninh kia nữa. Sơ qua ví dụ bán cái nho thân gỗ kia 4 triệu thì nhiều khi nho thân gỗ tứ quý lá lớn kìa. Nhiều ông sẽ nghĩ là thế là cây này giá rẻ, chứ bình thường mình mua trên mạng toàn 6-7 triệu. Nhiều ông thì bán lẻ thì bảo là cái giá nhập về có 3 triệu thôi, nó bán 4 triệu là lãi 1 triệu. Nhưng sắp tới ông cõng bom ông này từ dưới Khoái Châu ông lên đây ông cầm cây nho với hai cây vải mang ra bến xe nước ngầm gửi. Xong rồi thằng lái xe khách ở bến xe nước ngầm thì nó phạt cho 6 lít. Thế lại bù 3 lít, 4 lít nữa. Tức là tôi phải bù ấy. Hôm ấy là ông ấy phải hỏi trước cước. Nếu mà, bây giờ mà gọi bọn giao hàng tiết kiệm với cả bọn Viettel đến nó cân thì nó chỉ có cân đất thôi. Cân một cây chục cân, hơn chục cân thì nó ngồi nó báo cước thì thôi rồi. Mẹ nhảy ngược đấy ngay. Và mẹ bọn ý giao thì bọn nó có phải nó như bọn xe khách này đâu. Nó không phải như anh em xe này. Anh em xe này từ đây vào Nam là 4 tiếng, 8 tiếng. Nó chưa 48 nào, nó rơi vào 2 ngày. Giao hàng tiết kiệm rồi Viettel. Giao nhanh thì tôi không biết, nhưng mà giao bình thường là cứ hết địa phận của Gia Lâm này, nó đến địa phận của huyện khác nó lại ném hàng xuống là để nó tập kết. Rồi hết địa phận Hưng Yên hoặc hết địa phận Hà Nội nó lại tập kết, nó lại vứt hàng xuống, nó lại chờ một xe khác, nó lại tập kết, nó lại tha đi chỗ khác. Quà bao nhiêu cầu, bao nhiêu, tức là bao nhiêu nơi trung chuyển, cái địa điểm trung chuyển. Chứ nó có như xe khách này chạy một phát chạy nèo vào trong Nam đâu. Như thế khoảng tầm 2 ngày là xong đâu. Nó nhiều ông cứ nghĩ là giao hàng tiết kiệm với Viettel về tiếng, nhưng mà riêng bọn
quần áo hay các thứ là nó tiện hơn bọn tôi nhiều. Và cây cối này nó mới khó ngay cái việc vận chuyển đấy, không nói làm sao các ông biết được. Ông cứ nghĩ là gọi Viettel nhiều, ông ngây thơ bỏ mẹ, cứ gọi Viettel đến để nó tính cây này xong rồi nó vận chuyển vào tôi. Mẹ cây này mà Viettel đến chắc nó lấy phẹt cho các ông chục triệu nguyên tiền cước. Nhiều ông rất ngây thơ, cứ nghĩ là tiền của ông giải quyết hết, làm ở trong ấy nó mới biết bao nhiêu thứ chứ. À, mang cây ra xe khách nó có như cái xe này đâu. Kiểu anh em gửi thường xuyên này. Xe khách nó bảo mày, kể mà mày mà gửi một cái phong bì không từ đây vào Sài Gòn cũng 50, 20.000, 30.000 thôi mới biến. Không có những ông bà mà nhiều tuổi ấy, người ta bán quán nước chè mấy các thứ ở dạy đường này này. Các ông gửi cái gì thì cứ mỗi một lần gửi là 50, tức là mỗi gửi một cái xe ấy. Còn có hai bao chẳng hạn hoặc hai cái cây, bạn gửi một xe đi Tây Ninh, một xe đi Đắk Lắk, xin 100. Người ta đấy là công gửi, không có bạn người này ngồi chờ. Chờ nửa tiếng sau mới có xe Tây Ninh, nửa tiếng nữa sau mới có xe Đắk Lắk. Nó đi qua cái địa phận ý. Thì các ông bán chè thì ông cứ ngồi đấy thôi, xong rồi ông nhận gửi hàng cho các bạn nữa. Các bạn hiểu chưa? Chứ có phải là mẹ cây cối này, nếu mà bọn Viettel mà nó nhận cước, xong cước cũng rẻ, xong nó đi nhanh ấy, thì cái hàng quần áo của các bạn đi 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, tuần sau mới đến cái lời cũng chả làm sao. Nhưng cái loại cây này mấy ngày mà đi, mà đi theo xe này mà con đàng hoàng nó không bảo là đến cái chỗ chạm xăng gần nhất để đổ, xong rồi đổ xăng hoặc là ngồi ăn cơm để xong rồi tưới, tranh thủ tưới thì cây nó chết mẹ nó mất. Các bạn có hiểu điều đâu. Mẹ cứ nghĩ mọi thứ nó đơn giản. Cây cối này trong nông nghiệp của mình nó không, nó nói chung nó vẫn chưa được như bên Trung Quốc. Nó nói ra thì các ông lại bảo là nói nhiều, thật sự là vào những cái vấn đề các ông không quan tâm, các ông cũng chả cần quan tâm. Thì các ông phải có trí thông minh, nên là các ông quan tâm điều gì để các ông xem nha mẹ. Tôi nói để cho những cái người người ta muốn tìm hiểu hoặc người ta muốn biết đi, nhưng mà chả ai nói cho người ta. Tôi mà không nói ai nói. Tại vì tôi đã trực tiếp làm từng thứ một rồi. Cái đây 10 năm, hơn 10 năm tôi tự tôi đi, tôi chở những cây táo đây này, tôi bán cho người ta, tôi bán cho thằng cu em ở nông nghiệp này là 50 hay 60, nó bán được 600.000. Và mình bán được 80.000, mình đã nghĩ là mình đắt rồi, mình lãi 20.000. Mình tự chở ra bến xe nước ngầm, nó phẹt cho 100.000. Tôi bảo ôi, tôi bán cho người ta có 80.000 cây táo tàu, cái hàng rú rễ cái táo tàu ấy, nó cao cao như này này. Tôi bán cho người ta có 80.000, anh lấy tiền cước 100.000, tôi đéo gửi anh nữa, tôi gửi chỗ khác. Mày cứ đi tìm mút mùa cái bến xe nước ngầm, bến xe Giáp Bát này đi. Ồ sao giá cao thế anh lấy như thế thì ấy. Mày có gửi một cái phong bì không ở đây, tao cũng phẹt cho mày 50. Thế đành phải gửi, nhắm mắt gửi để báo mình khách. Khách này, lúc ấy lại tị. Em mua của anh cây 80, sao anh lại tìm xe này báo cước 100. Tôi bây giờ tôi bất lực. Mình đợt ý mình cũng ca thán là mình lên Facebook mình kể lể các kiểu. Nhưng mà nếu mà mình bán được cây 600.000 mà mình báo cước 100 là người ta lại không tị nạnh gì. Bán cây 80 trong khi là thằng em ở đây nó bán 600.000. Mà mày bán lãi thế thì phúc đức để tại cho con mấy thế nọ kia. Thôi ông đi mẹ mồm đi, thằng nào sống chỉ vì tiền. Nói tê. Thôi mình không ấy nữa. Em bây giờ em cho con em đi chơi này, đi công viên này. Ngày hôm nay bán được một cây táo tàu rồi. 30 hay 50 ấy tôi không nhớ rồi, hay 60 ấy. Biết đợt đến là nhập cùng với bọn thằng Dũng này, mẹ cả vườn. Về toàn hàng rũ trần, dễ trần nên không có đất, tiếc gì cho nó rẻ. 30.000 thì sao. Cây cao cũng đều nghèo này, tít này này này. Về nó bán cho 6 lít, cũng trên nông nghiệp này này. Hùng nhiệt đéo gì. Đi con xe cúp. Về nó bán từ 30, nó bán 600.000. Hôm nay em bán được cây táo 600.000 này. Nó sao mày bán đắt thế, mày phải để phúc đức cho con. Thế tôi bảo là 30 xong rồi tôi bán 80.000 này, bán lẻ 80.000 là tôi đã bảo mẹ tôi ái náy lắm rồi. Hùng lái xe lên nó phẹt 100.000. Mày lái xe đéo có tâm gì về lại nai chim kẻ lẻ với các thứ linh tinh. Các ông hiểu chưa? Các ông nói thật ra là đồng bào chả hiểu gì. Tôi nói thành ra tôi nói một mình. Buồn cười lắm. Đấy, ở đây này, cây đẹp nhất là phải thế này này. Đấy, cho nên là anh em đừng bỏ lỡ. Bán cái gì là lúc cây hoặc là lúc hàng đẹp nhất, mới cả thúc giục người mua nhất là cái lúc mà hàng đi. Cẩu cây lên xe này này. Cảm giác như cái người xem hay người ta bảo, nếu mà người ta quan tâm cái loại như thế này này, không mua nhanh là hết đấy. Lúc cây lên xe này. Thế mà ông kia ông ngồi gần mình mà ông nghe hết được câu chuyện cũng rồi. Thực ra cái lúc ra cố bầu ấy nó cũng gọi là ăn gian thôi, mới là đi nó đảm bảo hơn thôi chứ còn. Về thế là hôm mới bị ông Ngâu bà Ngâu.
nó xối đó. Bầu bây giờ nó lỏng la lỏng lẻo. Hôm ấy là bên kia là cái vườn này con thằng Dũng là nó làm việc nó không được tốt. Bầu nó làm nó không được đảm bảo. Chứ nói bảo một trận mưa to mà đất nó ra đằng đất, dễ ra đằng đế dễ như thế này nè. Là phải rút kinh nghiệm. Đó với mai là thế nào? Không biết mai là thế nào. Nhiều ông góp ý rồi. Ông kể cả ông có nông dân, ông dân dã như thế nào nhưng mà nói bậy ít thôi. Đấy, hàng về, tức là hàng về xong hàng đi này. Hôm trước tôi này bảo là tại sao mà không đi thẳng luôn từ bên Trung Quốc này sang từ nhà các ông này đi, cứ tập kết xuống đây xong rồi lại đi chia phân bẻo bổ các nơi. Cuộc sống nó cứ phải lòng và lòng vòng, nó cứ phải có mỗi người nó phải cắn một tí, nó phải cấu một tí thì nó mới là cuộc sống được. Nó cuộc sống nó phải thế. Cuộc sống đôi khi thì nói chung là kiếm tiền xong thì đôi khi cũng có nhiều người anh em ngại. Tự nhiên này lấy của bên này xong rồi lấy của bên A rồi hạ xuống vườn. Một lúc sau bên B lại đến xong lại cấu lên hoặc lại B lên lại mất công. B lên B xuống. Còn từ chứ còn cuộc sống nó phải thế. Cuộc sống nó phải đi qua rất nhiều cầu nó mới đến nơi được của nơi các bạn. Nhưng các bạn cứ nghĩ là mày bây giờ nhập Trung Quốc xong rồi thường là các ông ấy hay nói phét, ở trên mạng hay nói phét. Không qua trung gian, giá tận gốc. Gốc chỗ nào của các ông không biết. Ví dụ như đây cũng là gốc, nhưng đây là chôn sâu. Chôn sâu, đất nó tít ở đây này. Các ông bới, cố gắng bới ra, mất công các ông bới ra thì có lẽ gốc mới nó là dưới tít ở dưới này. Thường các bảo là giá tận gốc ấy. Nhưng mà gốc là thường là của các ông tít ở trên này. Các ông phải mất công các ông bới sâu xuống dưới này. Nhưng thường là bới nhưng mà nó vẫn không xuống được. Tại vì các ông là người mua lẻ. Bới xuống để nhìn thấy gốc dưới này nhưng mà không ai bán cho các ông cả. Các ông hiểu chưa? Ví dụ một cái mô hình như thế này mà một ngày mà các bạn ấy chốt một cây táo với hai cây táo xong đóng hàng gửi thì nói thật ra không hết việc. Không, mà lại mỗi người một việc, mỗi người một việc. Ví dụ từ vườn này ra các vườn ở các tỉnh, xong rồi từ các tỉnh hoặc lên Hà Nội. Lên Hà Nội xong các bạn lại ngồi bạn live stream, bạn chụp ảnh xong bạn đăng lên các hội, các nhóm. Như bây giờ như bọn chọc này thì làm sao mà có thời gian mà đăng lên hội. Tiếp một cái mô hình nó đông như thế này. Đấy, cái điều ấy các bạn cũng không hiểu. Thường là các bạn như tôi mình cũng vậy. Dưa hấu mới thanh long 1.000 ở Linh Thuận mới thế nọ kia, ra ngoài này mười mấy nghìn nhưng mà nó qua hết bao nhiêu cầu. Lái xe nó phải cấu một tí à, cái người đi buôn người ta cũng phải cấu một tí. Về đây là gửi ra các cái sạp người ta cũng phải cấu một tí. Nó đi đường các bạn thấy là cái gì nhỉ, mận Sapa ra biết cái 12.000 một nạng ấy, không phải 12.000 cân. Ở cái nơi sản xuất có thể là tức là 120.000 ấy, cái nơi sản xuất có thể có 20-30.000 một cân rồi. Xong rồi về các cái chợ nó rơi vào 45.000 một cân. Những cái bọn bán ngoài đường ấy là 12.000 một lạng, nó là 120.000. Các bạn hình dung chưa? Cái nơi sản xuất có thể chỉ 20-30 thôi. Nhưng cái nơi sản xuất xong rồi lên live stream xong rồi hoặc là lên chụp ảnh ở tôi có 12-20.000 một cân, các ông toàn mua 120.000. Nhưng mà nó phải thế. Các ông sản xuất các ông làm sao mà gửi hàng từng địa phương được. Đi đây đi đường thấy 12.000 một lạng thì thôi ghé vào mua, như lại ngồi em live stream hoặc thế nọ thế kia xong rồi tổng hợp từng ông bán dưa lê ở đâu rẻ nhất có thể, xong rồi ông bán vải ở đâu thì nói thật ra thế mỗi người một việc. Mà nói chỗ này chủ đề này nó đi hơi xa rồi đấy. Nghỉ ở đây nhá.